Em xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã đến kênh của Văn nha. Thì đầu clip, Văn cũng chúc ông bà, cô chú, anh chị em một ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe. Bữa nay cuối tuần rồi cả nhà, ông xã em được nghỉ. Em có mướn được người chú ở gần xóm đó cả nhà, trồng mít. Bữa nay em xin mời cả nhà cùng ra vườn để trồng mít với em nha cả nhà. Giờ em mời cả nhà cùng đi chung với em nha. Trộn phân nè cả nhà, cái này lân với mà phân hữu cơ, phân dịch á. Trồng mít cơ hả? Trồng mít. Trồng á, chuẩn bị phân rồi hết hả? Này trộn phân, em ra gãy vô gốc. Mua cây này, cây bơ này, cây chùm chườm này, cây táo đây, cây cốc, cây gốc cậy, gốc thái đây, cây chanh, chọn cái cây để mình có ăn cả nhà. Đây là mít nè, em chuẩn bị đem ra trồng. Xã ông trồng mấy cái dây hủ qua, trồng trước nhà, hủ qua đất nó bò lên hàng rào. Giờ anh lấy mít ra vườn trồng. Ba chục cây đủ xe không? Để tết cũng được, tại cái đó nó bị sứt, nó gớt ra cái nó, cái xe này nó bị sứt cái này nè chú. Nếu mình để nặng lên nó đi lại. Nó phải lật cái nó sứt dễ vậy. 30 cẩn. Mời cả nhà đi với vợ chồng em nha cả nhà. Đây ông xã. Chào cả nhà nha. Bữa nay thứ bảy nha, ở nhà mình trồng mít nữa nha. Ông gài mua về cũng khá tuần rồi chưa có rảnh trồng được cả nhà. Bữa nay sẵn thứ bảy nhà mình với bà xã mình với mướn thêm gì nó trồng luôn cả nhà. Mời cả nhà theo vợ chồng mình đi ra vườn trồng mít chơi nha. À, đi cả nhà. Xã mình bị viêm họng cả nhà, mới đi mua thuốc uống về.
chút nó sụp đường mương à. Đấy đó phải cắt thôi. Dạ. Để gốc mình đây, gốc cây mình bỏ vô thao mình ginh nó nhiều hơn một chút. Hai tay nó bự hơn cái thao kia. Dạ. Sắp mô rồi, giờ khoét lỗ rồi mình bỏ phân vô chồng. Chứ Hưởng chưa đem phân ra hả ta? Gieo này nè. Gieo này bé rồi. Ra đó cho chú Hưởng làm để nó nặng. Nặng nó dễ sắn á. Dừa dứa của tám thận chồng. Đầu bắp nó sâu nó ăn tới rồi kìa, nó cuốn lá lại hết kìa. Như chồng gãy mà mình không xịt thuốc là không ăn được ha. Không ăn hết. Rồi sao ăn chưa? Thuốc anh có đem theo bị hơi gì mà không có vậy? Sáng thì chào một thuốc uống mới làm mỏi. Nhớ mở cái bao cái bao chị nha. Chuyên viên ho chuyên nó the the anh mở cái nhà uống từ dướng nè, nó chịu giống ngọng nữa nha. Ừ. Dạ, vô phân rồi cái nó phát á chứ. Chú ơi, chú ginh bao phân ra chú gãi đi đặng chồng chú. Có thuốc của chú Hưởng gì vậy? Có thuốc của chú Hưởng đâu rồi? Dạ. Em lấy ra cho chú Hưởng rồi. Mời cả ở nhà uống nước dừa với em đi cả nhà. Trái dừa hai ông bà uống không hết, ngon quá, nước nhiều. Nếu như mình con vô kinh nghiệm nhỏ nhỏ nó vô thì để gì bụng thang liền. Thank you.
chú lấy nhớ nhớ gì nó mơ chồng luôn đi chứ Hưởng, em bắt tay chồng vô đây nữa nó sốt. Phân nhiều lắm luôn á, phân lần thì để nhiều nhiều cũng đâu sao đâu. Phân lần với hữu cơ không năm đi chú Hưởng, là tại vì mình còn tới mấy bao từ từ mất kinh nghiệm với cái người sẵn người để tay vô đây nha. Đó còn cây nữa kìa chứ. Này phải kiếm cây cầm lên nè. Kiếm cây, kiếm sậy cầm lên cột lên nữa đó. Đừng cho gió. Mớ phần lần vô đây. Sợ gì nữa không? Gà gà vui. Thế nào cũng có gà gà vui nè, tin không? Ừ. Thế mà đừng nói trước rồi. Ai chờ? Vui thì nó móc bầu của anh luôn. Nó móc bầu này văng rễ ra luôn. Tại anh tính vũ đó, nó vũ cho anh. Có phía trong ở đây xà quá sợ nó không kìa. Có phía trong
Để đó được chứ không? Xúc cho con thao này chút. Con chuồng nó nặng rồi bắt đầu gặp lanh nó nặng cái như bao vậy à, ba bao không hết luôn là như bao à, ba bao gửi bao gửi thì bao nhỏ hả bao ấy đó không có hết luôn á nãy giờ chú vô à, okay. À, hết chân quá hả ba sáu sáu bao tôi canh cài cái đó cái đó cái đó không gì đó đất con nó vô á mới được cái này để nó không bị bọng luôn đây cái này mình rã hết chứ để dư là nó chảy phải không ta à, có lần là nó chảy phải không hả? Vậy, hả? Vậy là để nữa mình giải thêm chừng nào mà dư á chú cứ liều lượng vậy đi dư nữa mình giải bón thêm năm bao chú ơi con nhớ kỹ năm bao ở gì con nhớ năm bao mà nãy con nói với Tú năm bao con làm chút rồi con vô con nấu cơm cho chú ăn thì chưa đâu mà nấu từ từ con bắt mà cơm lên nha vô cái con ấy cho chú ăn một người một khâu đi con dây nãy mở cái bầu ra đó đắng con dây mình xả không hết lấy con dây đắng đi con dây sau lưng anh còn trời mất à mít trình đồ cái lá của nó tròn mít thái cái lá nó bự dài trình đồ đó bự hơn thấy mít dài mít mít thái lá bự hơn này lá nó bầu bầu còn kia nó dài dài trồng tới đâu cặm cây tới đó cho nó đừng có gió nó động rễ cái chướng sắp sửa cái chướng đang hai ông năm chướng đang dầm đó chướng ơi nó mua hai mấy cái lờ đang đặt ở đây mà chưa có mua được nữa đó đặt con dây châu đó là ngon lành luôn đó ống bọng này ra vô nè chú lại nha chú đào lắp ống bọng nó lắp rồi kìa chú hả bữa hổm sáng cuốc á thảy sao dằn đó nha bữa hổm bắt lòng còng ngay chỗ này cá còn nuôi rồi đi ra vô chú dám bắt ha nó đi theo đóng bổng đi ra ngoài á thảy lên trên luôn đi chú móc lên trên móc đất lên trên luôn chú cuối cùng cũng phóng sinh về thả đây cái gỗ vô rỗng mà quên đổ vô cái xuống mấy xong đổ vô gỗ đừng rửa đổ vô cái chú còn hai ba con trên gỗ bắt ở đây về đẳng phóng sanh xong lớn trong bụng tính ngon nghe về kho chả rồi có 20 năm nay đó con không có ăn gồng gạo hơn 25 26 năm rồi con không ăn gồng gạo rồi đó con ở chển ba con đi đãi thôi chú có cái gì cái gì mà nó cái sợi dây hả
bà đãi một cái nhóc luôn á, cả cái đó của người dân tộc, cả tô vậy đó, cái bằng tre đó nó bóng luôn. Bây giờ mất hết trơn đó, ông nội mua đủ chứ. Bây giờ nó hư hết. Cái lợi lý đó. Dạ. Khi tốt mua cho con hoài mà tốt không mua. 35 ngàn. Con thích đi bắt cá bắt đồ lắm. Ba con giống ba con chảnh. Ba nó thấy cá cái là nhảy cái đùng xuống à. Tôi ba thằng cha không đứa nào mà nó nhảy cái đùng, nó thấy cá nhảy đùng, có con đứa con gái. Thấy cá là nhảy cái đùng xuống. Ham lắm. Có như nhảy bước nhảy đùng nha. Dạ. Như mà nó nhảy. Nó thấy sình một cái. Cá chuột này nọ thì giật những nhân, nhưng mà có cái động vật khác rồi chú không thấy. Không có còn ta không có thuốc, bệnh không có thuốc thì sao chịu nổi ha. Thì có như vậy là hồi chết luôn. Không có thuốc vậy là rồi tiêu luôn. Đường nào sống. Ờ cây này luôn là dữ chú Hử. Chú phải để cái cầm tư tế chú Hử. Bớt không chú? Hy vọng mình này. Đó. Mới vô quá chắc. Cái thằng kia quá chắc không ạ? Quá chắc rồi. Thận bá hiền. Bá hiền chắc luôn. Đấy thì là cái nhà cũ sập, chú đi về kêu tiếp dọn dẹp đi, là mai mốt cần có chỗ dọn bàn. Mình dọn dẹp 2 ngày rồi, mưa gió thì cũng dầm mưa làm luôn. Gần rồi ơi, hôm qua ông nói là dọn dẹp đặng coi có gì không đặng lấy trộm cắp. Rồi đặt cái trộm cắp nguyên còn còn. Có cày nó trồng đàng hoàng là 3 trái vô 1 ký. Ba trái 1 ký đó chú, 4 trái là phải ghè. Anh trồng hàng cao nó như vậy. Hả? Cao. Rồi cặp với hàng gạo luôn, cộng gạo luôn. Hàng cao đẹp. Đó. Anh đặt trên con Win đó. Không biết cao nó cao gì, cả thường mình hồi xưa hay mua. Thôi kỹ đó. Cây nhiều. Chưa, anh hỏi cao gì chứ anh hỏi giá. Dạ, tôi cầm cái lỗ nặng dòng lại cái lỗ đó, lỗ cái tiếng cày.
tới giờ trồng gì cũng cãi vợ không á nhỉ. Đợt này nha. Đợt này nghe là vợ chồng mít hình đô là sao á nhỉ. Đợt này cãi nữa nè. Vợ chồng mít Thái, chồng mít hình đô nè. Nói chơi mình thích chồng mít nè cả nhà. Giờ ông xã mình chiều mình. Chiều phải chiều 5-6 năm trước thì có giá quá trời luôn. Mua mít về tới nhà đó cả nhà. Mình thì mình nói nghe người ta, nghe người dân ở đây nói trồng mít ruột vàng dễ bán, ruột đỏ không ai mua. Cái ông xã nói em trồng mít trên đô đi em ơi, không chịu. Cái về cái ông anh ông trồng trước ông nói cái giờ cái anh này anh cũng cho đổi lại. Mít này nó mắc hơn cả nhà. Đây chồng mít hay là đặc mít. Đặc mít là gọi là mít đặc á. Chồng đợt này giá cho nó tốt đi cả nhà. Cục đất cục đai. Thấy phù hộ hả? Sao? Giờ mình chưa giấy đất đai. Ừ. Đất đai. Ngày đất đai à, đất đai. Ở đây đó, lại còn trồng đất đai ở đây. Có gì sai sót bỏ qua cho con nha, phù hộ cho con. Giá rồi được trước nhất là được trái to, cây tốt, cây tốt, giá tốt, mướn tên hưởng chồng cái là tài hưởng rồi. được chú rồi, được chú đây tiếp là tên hưởng nữa hả, số hưởng luôn, tên hưởng là phải hưởng thôi. Rồi hai người tuổi nữa hả chú, tuổi một ba người tuổi luôn với hai người hả. Con đâu phải tuổi gắn. Chú Linh Tị á. Ừ, chú Tị đấu à, không? Sa trung thổ, đất pha cát, con của Phật, trứng kinh chim cúng. Là có giác quan á. Nghĩ gì là có nấy đó. Mà sao không gà nghĩ chúng số đặc biệt, sao không chúng? Có mua rồi chúng hả? Có mua rồi chúng. Cho cây đó nó tiêu luôn đây chú ơi, nó chết hay gì đâu. Ừ. Đưa cây đó lên luôn, còn cái cây này dưỡng lại đằng con bán Tết một cái. Ở cây đó chú cho nó dạ. Để mơ mốt bà về leo nó bò lên đó khó diệt chết. Nhau. Nhậu nhậu nhưng mà bứng cây bưởi còn nổi hay chưa. Bây giờ trồng quýt đó mới ngon. Quýt giờ 35.000 ký, nó mua là bò quýt đường 35.000 ký. Sụp cái quýt không được. Với ba cái trái gì, trái mãng cầu gì đó, giờ người ta trồng á một trái hơn nửa ký lô trời. Mãng cầu Thái. Mãng cầu Thái á. Mãng cầu nó hơi cực một cái khoai phụ phấn. Thì nó lưỡng tính nè. Sáng nắng ngon quá, chiều quá trời, chuyển mưa mịt hết trơn. Cái này làm như bão ở đâu có gì hết trời. Mây nó bay kìa. Ở đây không mưa hả anh? Này thì trống lỏng à. Cái nằm... Cái năm nào chú? Cái năm. Có đẹp quá. Thằng với cháu vừa chuẩn bị thu hoạch nước mặn cạn kìa. Đó, Tiền Giang phải không? Tiền Giang. Bác chỉ bận bác kiên trì bác chạy lại quận sau. Vừa chuẩn bị thu hoạch nước lũ cạn vậy.
là tao chưa vô nuôi đâu. Tao gậy hoài, gậy hoài, cái trong hoài đó. Bữa nay mình trồng là ngày 18 hả ta? Ngày 18 tháng 9 nè. Ê cả nhà ơi, kênh Quang Miền Tây chia sẻ bữa nay trồng mít đó cả nhà. Hai chồng em trồng mít, giờ clip cũng khá dài. Hai chồng em tạm biệt cả nhà, hẹn clip sau ha. Bye bye.